Chương 934: Thiên Triều thần võ vệ và phong liệt xuất quan. Bên trên Long Huyết Đại Lục chiến hỏa mấy ngày liên, càng ngày càng hỗn loạn lên, đại kiếp nạn sắp đến khiến cho mọi người vô cùng khủng hoảng, việc cướp đoạt tài nguyên đã trở thành chủ đề duy nhất, giết chóc đâu đâu cũng gặp, hơn nữa người ngoại tộc xâm lấn bốn phương tám hướng, tình thế của nhân tộc không được lạc quan lắm. Thiên Long thần triều, Phi Long thành, Hoàng cung thiên điện gia chủ Hoàng Lâm của Hoàng gia ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị, phía dưới là 64 gia chủ của gia tộc cùng với các phái giáo chủ. Ngồi hai bên, Hoàng tử Nguyệt thì đứng phía sau phụ thân Hoàng Lâm, ánh mắt bình tĩnh quan sát mọi người phía dưới. Một mái nhà hơn 70 người tụ tập, sau lưng bọn hắn có những thế lực bao lấy Thiên Long Thần Triều, những thế lực này chính thức thống trị Thiên Long Thần Triều. Đến lúc này cục diện Thiên Long Thần Triều đã không thể khống chế được, ảnh hưởng tới lợi ích của tất cả mọi người hội nghị thiên long thần triều này là không thể né tránh được lúc này tất cả mọi người sắc mặt đều không được tốt lắm hiện ra có chút áp lực một lát sau ánh mắt hoàng lâm nhàn nhạt nhìn mọi người nhấp một chén trà thơm nhẹ nhàng nói chư vị đại kiếp nạn sắp buông xuống thiên hạ đại loạn không biết chư vị có cách gì đối phó liêu gia chủ ngồi bên cạnh ánh mắt lóe lên cất tiếng nói bổn tọa cho rằng kiếp nạn thiên địa này chính là do thiên đạo phạt nghịch, loạn giống như không thể nghịch chuyển được, chúng ta cần thuận theo ý trời mà làm, ứng phó với kiếp nạn thiên địa này mới là việc cấp bách. Hư! Nói đùa! Minh Long giáo giáo chủ khinh thường cười suy một tiếng, theo như lời ngươi nói, chúng ta cũng có thể hòa vào trong đám hỗn loạn đó, không từ thủ đoạn tài nguyên. Cướp đoạt sự sống! Không tồi, bổn tọa đúng là có ý này kiếp nạn thiên đại này thần triều bị diệt là kết cục đã định, hẳn là chúng ta còn muốn duy trì thần triều vài năm trở lại sao? Liêu gia chủ cười lạnh lùng. Tầm nhìn hạn hẹp. Giáo chủ Minh Long giáo khinh thường nói, theo như lời ngươi nói, chỉ cần không đến kiếp nạn thiên địa, nhân tộc chúng ta đã bị ma tộc, hỏa tước tộc, ấm u đường tiêu diệt trước rồi. Hừ, những tộc mang gì đó có thể tiêu diệt được nhân tộc đường đường chúng ta sao? Ngươi nói đồ gì vậy? giáo chủ kim long giáo cười lạnh lùng nói hoàng gia vẫn là thế lực lớn nhất không thể tranh luận được ở bên trong long huyết đại lục địa vị vô cùng siêu phàm nếu không cũng sẽ không áp đảo mười mấy giáo phái đại chân long giáo trong thời gian mấy chục vạn năm trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều im lặng im lặng chờ đợi hoàng lâm lên tiếng chư vị bổn tọa muốn nói cho mọi người biết một tin tức tộc chúng ta muốn đời là những đệ nhất hoàng nhân hoàng đã từng tái hiện hậu thế thấy mọi người bình tĩnh lại rồi, Hoàng Lâm mới từ từ nói. Nhân Hoàng. Tất cả mọi người đều sững sờ, lập tức không khỏi giật mình trong lòng. Bọn hắn là những người có thế lực lớn nhưng cũng không biết Nhân Hoàng là ai. Cái gì? Nhân Hoàng trở về. Chẳng lẽ từ xa xưa tới nay chúng ta dốc sức chiến đấu cho bách tộc nhưng đại lục nhân tộc cũng không được bằng Nhân Hoàng. Mọi người than phục không ngừng. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra ánh mắt suy tư, thần sắc vô cùng phức tạp, âm thầm suy nghĩ về sự lợi và hại của nhân hoàng trở về. Lúc này Hoàng Lâm tiếp tục nói, "Chư vị, bổn tọa truyền ý chỉ của nhân hoàng, trước khi kiếp nạn đến, tất cả đại giáo phái cần phải tranh thủ lực lượng trấn thủ lãnh địa của nhân tộc, nếu có cướp lãnh địa của người khác thì phải tự gánh lấy hậu quả. Mặt khác, tất cả đại giáo phái cần lựa chọn ra một nhân tài kiệt xuất, người này tu vi phải trên mức thần thông cảnh, để cho bọn họ thành lập thần võ vệ." phụ trách sự hỗn loạn trong nội bộ triền thần những người này có khả năng được nhân hoàng đặc biệt ban ơn được rồi tất cả giải tán hoàng lâm chấm dứt lời sau đó cũng không muốn nói thêm đứng dậy đi về phía ngoài điện để lại một đám giáo chủ và gia chủ cùng nhìn nhau cha nhân hoàng tại sao cần phải thành lập thần võ vệ tuổi trẻ thiên tài dẹp loạn không phải là trách nhiệm của đại quân thần triều ta sao ra khỏi đại điện hoàng tử nguyệt lặng lẽ hỏi hoàng lâm ta cũng không biết, nhưng ý nhân hoàng đã quyết rồi, đến lúc đó ngươi cũng gia nhập vào đó. Hoàng Lâm nói. Vâng. Hoàng tử Nguyệt trong lòng có chút khó hiểu nhưng vẫn khẽ gật đầu. Mười ngày sau, đội thần võ vệ đã xuất hiện trước mắt mọi người, rất nhanh được mọi người chú ý trong thời kỳ loạn lạc này. Đội quân này có tổng cộng vạn người, bao gồm 10 người của giáo phái Đại Chân Long và tất cả những nhân tài kiệt xuất. Trong đó, từ sở Kim Ngạn, Thủy Vô Khuyết, Long Khinh Vân, Lôi Vạn Quân, Tiểu Ma Nữ, Mộc Thiên Tinh, Lăng Cô Thành. Đội hình có thể nói vô cùng hào nhoáng. Bọn họ thống nhất mặt kim giáp, mỗi người trong tay cầm một thần binh của nhân hoàng ban cho, một trăm người một tổ, dựa vào đại lục truyền tống trận, không ngừng xém xét các ngóc ngách của thần triều. Tất cả các gia tộc và môn phái bạo động. Trong vòng một tháng ngắn nổi, bọn hắn đã làm cho vô số những thần gia tộc trong thiên hạ sợ mất mật, vì thế mà tình trạng hỗn loạn mới có thể được ngăn chặn cùng lúc đó tin tức nhân hoàng tái xuất đã lan truyền ra ngoài nhân hoàng tuy rằng đã biến mất mấy trăm vạn năm nhưng uy danh của nàng lưu truyền muôn đời khiến cho lòng dân có chút phấn chấn mặt khác hạo thiên thập vệ dưới trướng của nhân hoàng có thể hiện thân đại lục tây thùy một chiêu tiêu diệt ngàn vạn đại quân của ma tộc khiến cho ma tộc phải lui về cầm cố ở phía tây làm con rùa rụt cổ không ngóc đầu được hỏa tức tộc long vượng tộc, âm u đường tấn công dần dần cũng bị tất cả các giáo phái ngăn cản lại. Thời gian dần trôi, bên trên đại lục tình thế bắt đầu trở nên vững vàng. Nhưng, một vài người sáng suốt nhận ra rằng, đây chỉ là biểu tượng mà thôi, thời khắc hỗn loạn mới chính thức bắt đầu. Cuối cùng thiên long vực, ngọn núi trong không gian, phong liệt đang tu luyện mấy trăm năm, những chuyện xảy ra ở long huyết đại lục dường như cách hắn rất xa, rất xa. Hắn giống như đã quên mất thế gian, toàn bộ thể xác và tinh thần đều đang đắm chìm bên trong. Không thể tự kiềm chế được. Thời gian 500 năm sắp trôi qua, tu vi của phong liệt cũng tăng lên tới hư hoàng đỉnh phong, nguyên pháp lĩnh hội của bản thân cũng đã được nâng cao. Còn thiên long kinh huyết đã luyện được một phần ba. Nhưng chỉ vẻn vẹn một phần ba đã khiến cho cơ thể phong liệt vô cùng tốt. Cho tới bây giờ, huyết mạch của hắn đã xảy ra biến hóa cực lớn, huyết dịch màu đỏ trong cơ thể đã chuyển sang một màu nhàn nhạt thậm chí ngay cả nguyên lực cửu đan điền và cửu đại huyệt cũng đã có sự biến hóa, do ám lực của nguyên lực hướng về phía thuộc tính chuyển hóa, hoặc có thể là thuộc tính của nguyên lực. Đồng thời, ý chí võ giả của hắn cũng dần được rèn luyện càng trở nên cứng cỏi. Chương 935, chín tầng trời nước lũ. Ngay trong thời khắc này, một âm thanh biến mất cách đó mấy trăm năm đột nhiên truyền tới tai của phong liệt phong liệt đến giờ rồi bổn tọa sắp sửa thoát khỏi cái lòng này không còn bên cạnh ngươi nữa ha 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 đã đến giờ rồi hả ai đang nói chuyện với ta nghe quen quen phong liệt ánh mắt đờ đẳng mở ra tựa hồ như còn chưa tỉnh hắn suy nghĩ một lát ánh mắt đã dần khôi phục được thần thái ồ đã đến giờ rồi nhanh như vậy sao đột nhiên một cổ lực mênh mông đè ép nên người của hắn khiến hắn không thể kháng cự được. Âm âm. Cảnh tượng trước mắt biến đổi. Phong liệt bị ném ra ngoài không gian, xuất hiện ở bên trong thiên long vực. Ánh mặt trời chiếu vào người hắn khiến hắn cảm thấy ấm áp, vô cùng thoải mái. Ngoài giới, vừa qua thời gian 5 năm thôi mà phong liệt đã thật sự bế quan tới 500 năm. Giờ khắc này hắn đang đứng dưới không trung, quần áo phần phật, khí thế trên người tựa hồ phiêu giật, có một chút chìm đắm. Hắn chậm rãi dương mắt nhìn lên mặt trời rực rỡ, ngọn núi xa xa, cỏ xanh trên mặt đất, hô hấp không khí tươi mát, không khỏi sinh ra một cảm giác khoảng cách. Âm âm. Một tiếng nổ kinh thiên truyền đến. Phong liệt đảo mắt nhìn lại. Chỉ thấy cách đó ngàn dặm xuất hiện một ngọn núi nguy nga phong ấn long chủ một màn trời đá vụn. Sau một lát, bụi mù tan hết, núi lớn hóa thành đất bằng trên không trung có một đạo long ảnh bạch sắc uốn lượn mang theo một tiếng cười ngông cuồng dần dần biến mất phía cuối thiên long vực long chủ đã thoát khỏi sự khó khăn chỉ sợ thời đại long chiến vừa mới mở ra không biết là kết quả sẽ thế nào phong liệt sắc mặt bình tĩnh như có điều gì suy nghĩ hắn đã luyện hóa được một phần ba thiên long kinh huyết đồng thời ý chí cũng vô số từ bên trong ý chí thượng cổ này hắn cũng có thể tìm hiểu được một ít bí mật trong lòng của hắn hiểu rằng mâu thuẫn của Long chủ vùng với nhân tộc Long huyết giới không thể điều hòa được, nhất định có một bên cần phải thỏa hiệp, mà mấu chốt thực chất chính an nằm ở Long huyết mạch. Hư, mặc kệ nó. Hư hoàn cảnh đỉnh phong, trong hoàn cảnh hỗn loạn này cũng có thể đủ để tự bảo vệ mình. Khóe miệng phong liệt lóe lên sự tự tin, sau đó hắn quay người biến mất phía chân trời. Tiếp theo hắn cũng không vội vã quay trở lại Long huyết giới mà đi tới một tòa núi cao. Đại kiếp nạn buông xuống, ta cũng chuẩn bị chút thôi. Minh dạ hàng lâm. Phong liệt giảng tay ra. Thân hình ầm ầm chấn động. Âm âm. Màn đêm đen như mực đẩy hắn bay lên, nhanh chóng phi về bốn phương tám hướng. Hiện nay phong liệt có thể thi triển minh dạ hàng lâm so với 500 năm về trước đương nhiên không có gì để nói. Một nghìn gầm, năm nghìn dặm, một vạn dặm, ba vạn dặm. Màn đêm mênh mông ngắn ngủi trong phút đồng hồ, vẻn vẹn bao trùm trong phạm vi ba vạn dặm mới dần dần ngừng lại. Phía dưới màn đêm, một màn đen kịt, tất cả nguyên khí thiên địa bắt đầu chuyển hóa, hướng về phía phong liệt mãnh liệt, giống như một làn sóng mênh mông cuồn cuộn, tịch thiên cuốn địa. Quy thế kinh hoàng. Nguyên khí thiên địa vô tận liên tục chui vào bên trong cơ thể phong liệt, sau đó là tiến vào long ngục không gian, khiến cho long ngục không gian không ngừng hiện lên một nguyên khí dài hẹp, không gian chậm rãi khuếch trương. Âm âm đột nhiên từ trong màn đêm truyền tới một tiếng kêu thảm thiết vang trời, mặc dù cách xa vạn sậm nhưng có thể cảm thấy cái hung khí. Tiếng kêu vừa dứt, một con thái cổ long vượng cao tới 5.000 trượng xuất hiện trước mặt phong liệt. Âm âm. Thái cổ long vượng thân thể cao lớn như một tòa núi đá, lúc này ngọn núi như bị sụp xuống một nửa. Núi đá xôn xao lăn xuống, đại địa nổ vang. Đây là một con long vượng, lông dài rủ xuống từ đầu đến chân, toàn thân tản ra một khí tức chết chóc cặp mang phòng lên như khát máu người khiến cho người ta có cảm giác bị đè nén con người người quá kiêu ngạo rồi cút xa một chút ta sẽ tha chết cho ngươi thái cổ minh long vượng kêu lên một tiếng kêu trầm đục trong thiên địa thật lâu sau quanh quẩn không thôi đây là loài hung thú có chỉ số thông minh không thấp nó cũng nhìn ra được phong liệt không phải là người dễ dàng vốn muốn tố cáo một tiếng sơ kỳ tầng thứ bảy ngươi không phải là đối thủ của ta. Mau cút đi. Phong liệt lạnh lùng liếc nhìn nó, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. Hắn đã từng nhìn thấy ánh mắt xâm lược, nếu như mình có hơi nhượng bộ thì chắc chắn sẽ nhận được sự đả kích của đối phương. Âm âm. Long vượng ánh mắt giận dữ, lúc này một chiếc gai bạch ngọc dài ngàn trượng hung hăng nhảy lên, hướng mạnh về phía phong liệt. Âm âm. Hư không rung động lắc lư, chiếc gai xuất ra một đạo cực đại, thế không thể đỡ được muốn chết à phong liệt cười lạnh lùng một tiếng hai tay đột nhiên kết ấn thoáng chốc một vòng xoáy trong phạm vi mười trượng xuất hiện ngay phía trước sau đó vòng xoáy này kịch liệt khuếch trương trăm trượng ngàn trượng vạn trượng chiếc gai khổng lồ vung mạnh xuống một cái vòng xoáy vắt ngang thôn phệ giữa hư không chắc trước long vượng trong lúc nhất thời có một cỗ lực khổng lồ ngập tràn thiên địa khiến cho cả tòa núi rừng lay động thành từng mảnh rừng cây đột ngột mọc lên, liên tục chui vào bên trong vòng xoáy. Âm âm. Chiếc gai khổng lồ rơi xuống, hung hăng xoay quanh bên trong nhưng lại khiến cho vòng xoáy chấn động rung lên một chút, cũng không tiêu tan. Vườn khổng lồ ánh mắt kinh ngạc, lúc này tiến về phía sau. Nhưng lúc này, vòng xoáy thôn vệ đột nhiên hấp lực tăng lên. Hung hăng xé nát thân thể vườn khổng lồ, khiến cho bộ lông dài toàn thân của nó đều dựng đứng lên, Thân thể cao lớn càng ngày càng gần trung tâm vòng xoáy, âm âm, Long Vượng điên cuồng gào thét, dùng toàn lực lui về phía sau. Nhưng lúc này có một âm thanh vô thức trầm trọng xuất hiện phía sau lưng Long Vượng, mang theo trăm vạn quân hung hăng tiến tới, âm âm, ngáo. Tuyết Sơn trầm trọng ở phía sau lưng Long Vượng, khiến cho vượng khổng lồ không nhìn được kêu lên thảm thiết, đồng thời cơ thể của nó cũng bị nuốt chửng vào vòng xoáy, biến mất dạng. Chấn động hư không vòng xoáy thôn phải biết mất tất cả trở về bình thường ha ha hung thú tầng thứ bảy để lại trong phía sau nhà cũng được phong liệt khẽ cười sắc mặt có chút thỏa mãn lúc này hắn đã đại khái hiểu được thực lực của mình trước khi bế quan ngay cả mãn diêm thú tầng thứ bảy sơ kỳ cũng dày vào hắn chết đi sống lại hôm nay có thể dễ dàng đối phó với hung thú tầng thứ bảy sơ kỳ sự chênh lệch này quả thực không thường mà là thực lực được tăng lên nhiều tiếp đó phong liệt không thèm để ý vượng khổng lồ thôn vệ không gian, bắt đầu thu thập thiên địa nguyên khí. Sau kiếp nạn thiên địa này, màn đêm dài sẽ trở thành một quãng thời gian buồn chán. Nhất định hắn phải dự trữ đủ nguyên khí mới được, không chỉ là cần cho mình mà hắn còn suy nghĩ cho những người xung quanh. Nếu như ở trên Long huyết đại lục, khi hắn điên cuồng thu thập nguyên khí chắc chắn sẽ bị lão ngoan đồng cản trở, nhưng hôm nay ở bên trong Long vực, hơn nữa mặc dù hung thú chiếm đa số nhưng nguyên khí lại đầy đủ hơn, hắn có thể thu thập nguyên khí, đương nhiên với điều kiện là không gặp phải hung thú tầng thứ 8. Chương 936, Điếu thần khí của phong liệt, 2. Nhưng, hung thú tầng thứ 8 rất ít ỏi, muốn đụng độ với nó cũng không dễ dàng gì. Từng ngày trôi qua, phong liệt trằn trọc bên trong thiên long vực vạn dặm, thiên địa nguyên khí bên trong long ngục không gian nhiều đến khiến cho người ta tức lộn ruột, mà diện tích long ngục cũng đạt tới phạm vi vạn dặm, nghiêm nhiên trở thành một thế giới của hắn. Cùng lúc đó, hắn không chỉ đơn thuần là thu thập nguyên khí mà ngay cả hung thú, linh thảo, linh mộc, tài nguyên khoáng sản cũng có thể dễ dàng thu thập được bên trong long ngục. Theo những gì ghi chép lại được, nếu như kiếp nạn thiên địa này qua đi, cả một vùng đất hoang tàn, tất cả các sinh linh đều nhạt nhòa và những vật này quay về thời kỳ ấy có thể có tác dụng. Một tháng sau, trời đêm sao lấm đốm, một vần trăng sáng trên không trung, khiến cho thiên địa tràn ngập ánh trăng sáng. Ven hồ thiên la, có một đạo thân ảnh mạnh mẽ trên ngọn đồi nhỏ, ánh mắt lạnh lùng nhìn ánh trăng trong hồ, trong tay cầm một bầu rượu, thỉnh thoảng uống một ngụm. Rượu, là linh tửu được lê bá bào chế riêng, tên là phanh thay xé xác, người đương nhiên là phong liệt đến lúc này, hắn đã dần thích dư vị của phanh thay xé xác, căn bản là không biết điều chế loại linh tửu này. Loại huyết nhục phân ly này, cảm giác tứ chi như bị xé nát ra, có thể khiến cho linh hồn con người có được cảm giác thăng hoa, dần dần khiến cho hắn mê muội. Nên dừng tay lại rồi, một lượng lớn nguyên khí bên trong thiên long vực đã bị giảm bớt, sớm muộn sẽ chọc đến những kẻ tuyệt thế ẩn cư, nguyên khí thế này là đủ rồi. Trong lòng phong liệt khẽ thở dài, ngửa đầu rót rượu tiếp kỳ thật còn một nguyên nhân quan trọng nữa là hắn không muốn để cho nữ nhân của mình phải chờ đợi bầu rượu dần dần thấy đấy rượu lắng về sau hắn quay trở lại long huyết giới cùng đoàn tụ với nữ nhân của mình ánh mắt của hắn nhìn thiên la hồ phía trước năm đó hắn đã từ chỗ này bỏ đi muôn dân trăm họ tiếng cười vui của tiểu ma nữ vẫn còn bên tai nhớ tới tiểu ma nữ khóe miệng phong liệt không khỏi một tia ấm áp năm năm rồi tiểu nha đầu đó cũng trưởng thành rồi Đột nhiên, ánh mắt phong liệt ngưng lại nhìn phía trên hồ thiên la. Giờ khắc này có một vần sáng màu trắng bay lên giữa không trung. Hắn nhìn theo vần sáng đó, thời gian dần trôi, ánh mắt nheo lại. Chỉ thấy chín tầng mây, trăng tròn, một dòng nước lũ dâng lên giống như thiên ngoại du lông. Đây là thủy ngục. Phong liệt hít nhẹ một hơi. Trong ánh mắt không khỏi hiện lên sự kinh ngạc. Giờ khắc này nước lũ cuốn xung quanh vùng trăng tròn, cả vùng đất hiện lên một tia bạch sắc lượng lờ bay lên, bay lên cửu thiên, liên tục chui vào bên trong nước lũ. Đây chính huyền thiên thần tháp thủy ngục. Thủy ngục xuất hiện trong buổi tối nay nằm ngoài dự liệu của phong liệt. Vừa tới thiên long vực, hắn đã nghe hoàng tử Nguyệt nhắc qua, thủy ngục đã sản sinh ra linh trí, ước chừng cách mỗi vạn năm vào đêm trăng tròn mới có thể xuất hiện một lần, thôn nạp trọng thủy kinh hoa. Nhưng lần này mới chỉ cách lần xuất hiện đó 7 năm mà thôi nhưng Phong Liệt cũng không tìm hiểu nguyên nhân đó, điều mà hắn suy nghĩ lúc này đó là có biện pháp gì để giành cửu thiên chiên ngoại thủy ngục vào trong tay. Hiện nay trong tay hắn sớm đã có ám ngục, hỏa ngục, kim ngục, huyết ngục, ma ngục, sớm đã cảm nhận được thần khí mạnh mẽ. Có thể nói, cầm trong tay thanh huyền thiên tàn kiếm, mặc dù là chống lại hung thú tầng thứ bảy chiến thần, nhưng thắng lợi cũng không nhỏ. Mà huyền thiên thần tháp quy lực càng ngày càng hùng mạnh, nguyên lực tiêu hao ngược lại càng ít đi vì vậy thủy ngục xuất hiện đương nhiên khiến cho phong liệt nảy sinh suy nghĩ ngấp nghé hắn ngẩng đầu lên nhìn trời ánh mắt lập lòe đầu óc đang suy nghĩ một lát sau phong liệt nhẹ nhàng cười cười đột nhiên phi thân lên cấp tốc bay về phía cửu thiên không trung muốn có được thủy ngục đương nhiên phải đến gần nó mới được tuy không nghe nói rằng con người có thể bay lên mặt trăng nhưng không thử thì sao biết được Phong liệt thầm nghĩ. Bay lên bắt lấy thần khí cửu thiên, suy nghĩ này quả thực có chút hảo huyền, nếu để truyền ra ngoài thì sẽ khiến cho người ta chết cười mất. Người ta sẽ hào phóng đặt cho phong liệt những cái tên như tên điên, kẻ đần và nhiều cái tên quái dị khác. Nhưng phong liệt trước nay đều không phải theo khuôn phép, đương nhiên sẽ không để ý người khác nghĩ gì về mình, chỉ có không phải là người bình thường mới làm được những chuyện phi thường, mặc dù chắc chắn là vô cùng đen tối nhưng từng tiếng ken két nhỏ phát ra khiến cho người ta không thể chịu nổi. Chỉ có thế thôi, tạm thời thử một lần. Phong liệt nhìn lên không trung, ánh mắt lập lòe, đây là lần đầu tiên hắn bay cao như thế, không khỏi có chút kỳ lạ. Thị lực có thể nhìn thấy hết, bầu trời cao với ánh trăng và sao sáng hơn nhiều, cũng to hơn nhiều, dựa vào thị lực hơn người của hắn thậm chí còn mờ ảo nhìn thấy núi đồi vô cùng xinh đẹp dịu kỳ trên mặt đất gần đây có một ngôi sao cách hắn vẽn vẹn vài dặm trông giống như một con bọ cạp nằm phủ phục trên không trung tản ra ánh sáng màu nhàn nhạt mà thủy ngục hóa thành nước lũ cũng giống như một con cá trong không gian mênh mông này nó vô cùng đắc ý nằm rung đùi bơi qua bơi lại không mục đích không ngừng hút lây cả một vùng trọng thủy tinh hoa chỉ là điều khiến cho phong liệt nghi hoặc chính là ngôi sao trên không trung này thực sự quá xinh đẹp đẹp đến mức giống như một bức tranh hoa mỹ thậm chí có cảm giác không thật Phong liệt lắc đầu, không hề do dự, bắt đầu chuyển thương sinh đại ấn. Nguyên khí chuyển hóa thành trọng thủy tinh hoa. Nước thuộc tinh nguyên khí trong nồng độ nhất đính e chuyển hóa thành nguyên khí linh dịch, nguyên khí linh dịch tiếp tục chuyển hóa được chiết xuất, cô động thành trọng thủy tinh hoa. Trên thực tế mỗi giọt trọng thủy tinh hoa đều ẩn chứa nguyên khí, đều có thể so sánh với nguyên khí cả cơ thể một vỏ giả cương khí cảnh. Thương sinh đại ấn có công năng chuyển đổi, dưới cửu ly phân thân, gần nửa canh giờ sau, một hồ nước do trọng thủy tinh hoa hình thành xuất hiện bên trong lông ngục không gian. Hồ nước trọng thủy tinh hoa này nằm trong phạm vi chừng trăm trượng. Tiêu hao trọn vẹn 10 phần nguyên khí lông ngục không gian, khiến cho phong liệt đau xót không dứt. Nhưng tất cả khiến cho hắn không cảm thấy tức giận, muốn có thủy ngục thì phải trả một cái giá lớn. Sau một khắc, phong liệt tâm thần khẽ động. Âm âm một tiếng, hồ trọng thủy như thế đã bị dời khỏi lông ngục không gian, bọa lộ ở bên trong tinh không rất nhanh thủy ngục thu nạp xong xuôi trọng thủy tinh hoa bắt đầu lượn lờ bay lên chậm rãi bay về phía cửu thiên tốc độ cũng không nhanh lắm chỉ là làm cho phong liệt yên tâm hơn nhiều nếu không câu được con cá này mồi câu đã bị ăn hết rồi thì thật sự là làm trò cười kỳ thực dùng một kiện thần khí đi câu vạn dặm như thế trong lòng phong liệt quả thực không có gì tin tưởng như vậy cũng tốt dùng một hương thơm ngào ngạt nướng thịt dê hấp dẫn cá voi, ý nghĩ này cũng không khỏi là những ý nghĩ huyền ảo, khả năng thành công chưa đủ một phần ngàn vạn. Chương 937, còn cá mắc câu phiền toái. Nhưng đối với phong Liệt mà nói, không còn cách nào mà xử lý. Hôm nay mồi câu đã buông, có thể thu hoạch hay không thì còn phải xem vận khí. Phong liệt có chút tự dễu, sau đó tỉnh hạ tâm lại khoanh chân ngồi bên trong không gian, giống như ngư ông ngồi thả câu bên sông, im lặng chờ con cá mắc câu. Thời gian lặng lẽ trôi, trăng sáng dần 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 lên đến không trung. Ánh sáng phát ra càng thêm mê người. 30 vạn dặm không trung, yên tĩnh và im ắng, phản phất nước đầm yên lặng, ngay cả gió thổi cũng không nhìn thấy một tia. Một phút đồng hồ trôi qua, hai khắc sau. Một canh giờ, hai canh giờ trăng tròn đã ngã về tây, dần dần hạ xuống, chỉ sợ nửa canh giờ nữa là trời đã sáng lên. Nhưng mà, nước lũ màu đen rơi xuống cửu thiên. Phong liệt dương đôi mắt, mắt nhìn vào không trung, cười khổ lắc đầu. À, quả là ý nghĩ hảo huyền rồi. Mà thôi, xem ra cái này là thủy ngục và lão tử không có duyên phận. Đúng lúc này đột nhiên một giọng nữ tử vang lên sau lưng phong liệt. Hừ, thật là suy nghĩ hảo huyền nhưng người cũng là người đầu tiên làm chuyện ngu xuẩn này ai phong liệt bỗng nhiên đứng dậy toàn thân đề phòng ngừng mắt nhìn lại chỉ thấy ở bên ngoài có một thiếu nữ bạch y khí tức uy nghiêm tỏa ra nhàn nhạt lăng dung sao ngươi lại ở đây ánh mắt phong liệt co lại âm thầm lắp bắp kinh hãi thiếu nữ này không phải người khác vậy mà chính là nhân hoàng lăng dung nàng có dung mạo giống với sở tiểu điệp như đúc nhưng khí chất thì hoàn toàn không giống. Lăng Dung lúc này tuy tận dụng khí thế, nhưng bàn tay vẫn lơ đãng để lộ ra, dễ dàng khiến cho người xem nhẹ nhàng ở bên cạnh. Lăng Dung liếc nhìn phong liệt, dừng lại một lát sau đó đưa mắt nhìn vào khoảng không gian. Bổn hoàng biết ngươi có thể thuấn di, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu, nếu không muốn chết thì cũng đừng có ý đồ rời khỏi đây 30 vạn dặm. Ồ, ánh mắt phong liệt khẽ động, hắn có thể nhìn ra, Lăng Dung không muốn gây bất lợi cho mình, vì thế trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này là thế nào? Phong Liệt hỏi. Kỳ thực lúc trước hắn có ý niệm điên cuồng, muốn thi triển thuấn di bay trực tiếp đến gần ánh trăng, nhưng hắn vẫn kiên kỵ nhìn áp lực khổng lồ xung quanh không gì sánh kịp. Ngươi nhìn thấy những vì sao nào? Lăng Dung dương cái cầm lên, bình tĩnh nói. Phong Liệt hơi sững sờ, không biết dụng ý của Lăng Dung. Sau một khắc, Lăng Dung nhẹ nhàng giơ tay phải lên, bắt một bả trên không trung, không có chút nguyên lực chấn động. Âm âm. Bầu trời đêm mênh mông đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, ánh mắt phong liệt trở nên khiếp sợ, ngôi sao bọ cạp gào thét cách đó vạn dặm, phản phất như bị một cổ sức lực không lộ lôi kéo, chớp mắt vạch phá trời cao, dừng lại ở bên ngoài ngàn trường. Trong lòng phong liệt đại chấn, không chỉ là xem thực lực của Lăng Dung, không thể tưởng tượng được bàn tay thon thả ngọc ngà kia mà có thể hái được sao, thực lực như thế có thể nói là kinh hãi vô cùng. Nhưng, điều khiến hắn rõ ràng nhất đó là ngôi sao lớn kia trong lòng không khỏi kinh hãi. Căn bản không phải ngôi sao gì, rõ ràng là thi thể của một con bọ cạp cực lớn. Toàn thân tản ra một ánh sáng chói lọi nhàn nhạt. Thi thể con bọ cạp khổng lồ này dài tới hơn 10 trượng, giống như một ngọn núi quanh co, thân hình lớn như thế phong liệt vẫn chưa nhìn thấy nhiều, chỉ sợ hung thú tầng thứ tám cũng không hẳn lớn như vậy nếu nó mà còn sống nhất định là một hung thú vô cùng hung hãn mặc dù bây giờ chỉ là một thi thể nhưng cũng khiến cho phong liệt cảm thấy bị đè nén phong liệt cẩn thận nhìn thì thấy thi thể của nó vô cùng hoàn hảo toàn thân không có một vết thương vì thế trong lòng hắn không khỏi có chút kỳ quái ngươi có biết tại sao bọn chúng lại chết không lăng dung giọng nói lạnh tanh đầu ngón tay nàng khẽ động bỗng nhiên phốc một tiếng thi thể con bò cặp khổng lồ hóa thành tro bụi bay khắp nơi bọn chúng phong liệt hơi sững sờ sau đó ánh mắt đột nhiên co rụt lại không khỏi hít một hơi lạnh toát nói ngươi nói xem chuyện này sao có thể trên thế giới này không có chuyện gì là không thể cả lăng dung cười lạnh lùng nói tiếp ở trong thiên đại này thực lực càng mạnh thì có thể bay càng cao chỉ có điều với tất cả mọi người đây đều là con đường một đi không trở lại 30 vạn dặm lôi trì không thể nào vượt qua được. Phong liệt trong lòng giật mình. Ánh mắt bất giác nhìn ra không trung, vẻ mặt tràn đầy sự thất vọng không thể tin được. Ở đâu đó, có ngàn vạn vì sao đang lấp lóe sáng, mạng đêm trở nên vô cùng xinh đẹp. Nhưng vào thời khắc này, bầu trời đêm xinh đẹp vô cùng kia lại khiến cho sóng lưng phong liệt không khỏi có chút ấn lạnh. Hắn thầm cảm giác được dường như mình đang đụng chạm tới một bí mật kinh trời được che giấu bọn chúng vì cái gì chứ ánh mắt phong liệt lóe sáng lên thì thào nói theo như lời lăng dung vào những ngày trời đầy sao chẳng phải đều có một sinh linh mạnh mẽ tồn tại sao thực lực càng mạnh thì sức bay càng cao nhưng cuối cùng lại hóa thành một trời đầy sao trở thành những vì sao vô cùng xinh đẹp những sinh linh to lớn này tại sao lại phải bay lên trời sao phải vượt qua lôi trì trong lòng phong liệt khẽ động cũng tràn đầy nghi vấn Lăng Dung cười nụ cười lạnh lùng, bình thản nói, đợi khi ngươi có đầy đủ thực lực, đương nhiên ngươi sẽ hiểu rõ vấn đề này, có lẽ cũng sẽ bước trên con đường này. Nhưng bổn hoảng có thể nói cho ngươi biết, thực lực hiện tại của ngươi nhiều nhất mới có thể đạt được 31 vạn dặm. Đương nhiên, kết quả của chúng ta cũng giống nhau, đều là giống bọn chúng. Trong lời nói của Lăng Dung hiện ta một tia tự dễu. Ánh mắt phong liệt có chút nheo lại, trên mặt dường như đang suy nghĩ điều gì đó là có thể tiến lên trước 70 vạn dặm, nhưng giờ phút này, Phong Liệt cảm nhận thấy rằng bên ngoài 70 vạn dặm kia còn là vô số dặm khác, hẳn là những cường giả khi còn sống đều mạnh hơn Lăng Dung nhiều. Điều này quả thực khiến cho mọi người khó có thể tin được. Trầm mặt một lát, đột nhiên Phong Liệt trong lòng khẽ động, một tia hoài nghi dâng lên trong lòng, hắn quay lại, nhìn thẳng vào Lăng Dung hỏi, sao ngươi lại nói cho ta những chuyện này? Khóe môi Lăng Dung khẽ nhếch lên. Khẽ cười cười, Dường như đang cân nhắc ngôn từ, lúc này mới nói, phong liệt, bản thân người dánh trách nhiệm vận mệnh của thiên địa khí, bổn nguyên thần tháp, thần bảo long ngục, có thể nói chung là cơ duyên rất nhiều trên người ngươi, ngươi không cảm giác được rằng mình phải làm chút gì đó sao? Ừ. Ánh mắt phong liệt khẽ co rụt lại, lộ ra chút gì đó tê dại nói, ta không hiểu rõ ý của ngươi. Ngươi sẽ hiểu thôi, chờ đến ngày đó, tất cả nước đều chảy về sông. Lăng dung liếc nhìn phong liệt giọng nói lãnh đạm như mây như gió. Dứt lời, thân ảnh nàng trở nên nhạt nhòa cuối cùng thì biến mất giữa không trung. Phong liệt cau mày, lăng dung đến bất ngờ, đi cũng đột ngột, khiến hắn không thể đoán định trước được. Chương 938, Thủy Ngục Cường Đại Hắn biết được một chút gì đó từ miệng Lăng Dung, nhưng lại thêm hàng ngàn nghi vấn hắn im lặng suy tư thật lâu, thực sự không thể tìm được đầu mối. Mà thôi, mặc kệ nó. Phải nâng cao thực lực của mình trước rồi tính. Phong liệt lắc đầu, khẽ cười, tất cả nghi vấn đều được gác lại, những thứ đồ vật hư vô mười mịt đó còn cách mình xa lắm, nên nắm chắc cái trước mặt mới là quan trọng. Giờ khắc này, hồ nước đầy ấp nước trong lòng đã bị mất một phần ba, phong liệt cúi đầu nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi đau xót nhiều nguyên khí như thế thật sự là có chút bại gia. Ô! Tất cả những sinh linh vượt qua 30 vạn dặm đều phải chết không nghi ngờ, thế thủy ngục. Phong liệt trong lòng khẽ động, lúc này nhíu mày lẩm bẩm. Đột nhiên lúc này có một làn gió thổi tới, khiến cho tóc phong liệt bay lên, quần áo bay phần phật. Hả? Gió từ nơi nào đến? Phong liệt hơi sững sờ, vội vàng dương mắt lên nhìn, nhưng không khỏi sợ hãi kêu lên một tiếng chỉ thấy trời cao mênh mông một dải thiên hà màu bạc che trên không gian hướng thẳng về phía hắn một hồi nước chảy ào ào càng ngày càng gần âm thanh rung trời cách đó chưa đầy mười vạn dặm đây là thủy ngục vậy mà mắc câu rồi ta không có nằm mơ chút phong liệt hai mắt lồi ra vẻ mặt không thể tin được dòng ngân hà phẫn nộ treo trên bầu trời dài đến mấy trăm dặm rộng đến mười dặm sóng cả đánh mãnh liệt thế tới hung hãn những ngôi sao bên đường nó đi qua đều bị chôn vùi ngay tại chỗ. Càng ngày tiến đến càng gần, có một làn gió mạnh thổi đến, khiến cho Phong Liệt muốn đứng ngồi cũng không vững. Phong Liệt nhanh chóng nhìn qua không gian, quả nhiên bên cạnh ánh trăng có những mảng nước lũ màu đen không thể nhìn thấy được, lại nhìn đến giải ngân hà, hắn dường như đã khẳng định không còn nghi ngờ gì nữa chính là thủy ngục. Lúc trước nhìn thấy màu đen là bởi vì ở phía sau ánh trăng cho nên mới không có ánh sáng truyền đến, thật sự là thủy ngục. Ha 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 ha. Ôi! Không tốt rồi. Phong liệt không khỏi cười một trận vui mừng nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười của hắn bị hững lại, sắc mặt biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện ra rằng, giải ngân hà kia tản ra một khí thế mênh mông hủy diệt thiên địa, lăng dung còn phải nhượng bộ nhiều, dần dần khiến cho hắn hải hùng khiếp vía. Ôi trời ơi! Thủy ngục này sao có thể mạnh mẽ như vậy? Phong liệt khiếp sợ mở ta hai mắt. Hắn giống như một ông lão ngư ông, vốn dĩ chỉ tính toán lưỡi câu một con cá. Nhưng câu lên mới phát hiện ra rằng, kẻ mắc câu là một con ác long hung hãn, chuyện này đúng là vô cùng nực cười. Không để cho phong liệt phải nghĩ nhiều, giải ngân hà kia rơi xuống cửu thiên, tốc độ nhanh như sấm điện, về một cái đã vọt xa vạn dặm, vẹn vẹn để lại một đạo ngân ảnh lưu lại trên không trung, rất nhanh đã đi xuyên qua mấy vạn dặm hư không, đi tới bên cạnh phong liệt sắc mặt phong liệt có chút khó coi, giờ phút này hắn không còn hoài nghi chút gì nữa, nếu như bị ngân hà đánh lên thì mình đến hại cốt cũng không còn, hình thần cũng bị tiêu diệt. Đương nhiên, thủy ngục này căn bản không phải là thứ mà hắn có thể trêu chọc được. Sau một khắc, mắt thấy giải ngân hà buông xuống, phong liệt không chút do dự, bèn thi triển thuấn di, lướt ngang ngàn dặm, tránh ra được thủy ngục, đồng thời huyền thiên tàn kiếm và nghiêm thần bị giới trong tay hắn cũng được xuất ra. Âm âm giải ngân hà cuồng cuộn mênh mông xung tới, nuốt sạch hết trọng thủy tinh hoa chỗ phong liệt, bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên nó lao thẳng đến 20 vạn dặm trong không trung mới có thể dừng lại được. Ha ha ha! Một giọng nói vang lên, tiếng cười quái dị phát ra từ trong thiên địa, khiến cho phong liệt một hồi choáng ván đầu óc, sợ tới mức khiến cho hắn phải đóng lại giác quan thứ sáu mới có thể dễ chịu một tí. Sau khi giải ngân hà nuốt chững trọng thủy tinh hoa, dường như còn chưa thỏa mãn, thân hình dài đến mấy trăm dặm uống lượng trên không trung sau đó quay người lại muốn bay trở về không trung giờ khắc này trong lòng phong liệt không khỏi lo lắng ánh mắt do dự bất định hắn muốn trơ mắt ếch nhìn thủy ngục biến mất một lần nữa nhưng quả thực là không thể cam lòng nhưng lý trí nói cho hắn biết rằng hôm nay hắn không có khả năng trêu chọc thủy ngục kia nếu như có chuyện gì không hay xảy ra thì sẽ phải chịu ấm ức vạn kiếp phong liệt tuy dần đây thường gặp phúc trong họa nhưng vẫn phải lượng sức rõ ràng là chỗ chết thì nhất định sẽ không làm hôm nay nếu như muốn thu phục thủy ngục sợ rằng sẽ phải cùng với lăng dung giao đấu với mấy lão yêu nghiệt này quả thực chuyện này không khác gì tự sát làm sao bây giờ đáng ghét phong liệt sắc mặt biến sắc trong lòng suy nghĩ cuống quyết cuối cùng hắn hung hăng cắn răng thôi chỉ cần biết biện pháp này hữu hiệu sau này khi thực lực của mình mạnh rồi thu thập nó cũng được lúc này không nên mạo hiểm Phong liệt cuối cùng cũng thuyết phục được chính mình, thân hình đứng nguyên tại chỗ, tê trong lòng cũng khẽ nhẹ nhàng thở ra, xông tới tận ma quỷ. Giải ngân hà kia tốc độ nhanh chóng vô cùng, mấy hơi thở đã trở về rồi, cách phong liệt hàng vạn dặm. Phong liệt tiếc núi thở dài, tinh thần từ từ bình phục lại, đè nén lại lòng tham. Tiếp đó, một chuyện hắn không thể ngờ được đã bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy giải ngân hà màu bạc muốn xuyên qua người phong liệt, đột nhiên dừng lại, sững sờ động lại trong hư không, lóng lánh mấy vần sáng màu bạc. Phong liệt hơi sững sờ, lập tức thân thể đột nhiên rung lên. Hắn đột nhiên cảm giác được rằng có một cổ khí cơ mạnh mẽ đang tập trung vào chính mình, thực ra mà nói chính là tập trung vào huyền thiên tàn kiếm trong tay hắn. Hơn nữa hắn còn cảm giác được huyền thiên tàn kiếm trong tay hắn đã xảy ra sự thay đổi rất nhỏ. Đúng lúc này, giải ngân hà kia đột nhiên thay đổi phương hướng, bay vọt về phía phong liệt, cuốn lấy, Quy thế mênh mông cuồn cuộn. Không hay rồi. Sắc mặt phong liệt bỗng thay đổi, trong lòng dường như cảm thấy không ổn, lúc này bèn thi triển thuấn di, biến mất ngay tại chỗ. 30 vạn dặm cao, không gian này so với thiên long vực trên mặt đất còn vững chãi hơn nhiều, hơn nữa áp lực xung quanh kinh người, điều này khiến cũng gây khó khăn không nhỏ cho phong liệt. Trên mặt đất, tối đa hắn có thể di thuấn được 10 vạn dặm nhưng ở đây thuấn di của hắn chỉ có thể thuấn di được không quá 5.000 dặm, như thế ngoài sức dự liệu của hắn. Sau một khắc, thân hình phong liệt hiện ra, không đợi thở một hơi đã cảm nhận được cuồng phong thổi tới phía sau. Cuồng phong xen lẫn những khí tức tàn ác, còn có một tia ước ác, chính xác là khí tức của thủy ngục không thể nghi ngờ được. Phong liệt vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh, khiếp sợ phát hiện ra rằng, con sông dài màu bạc cách mình chưa đến 2.000 dặm. Cái này tốc độ thật nhanh phong liệt biến sắc, không chút do dự thúc dục bổn nguyên thần đồ, biến mất trong không trung. Trong lòng hắn đã xác định phương hướng, cái chính là cần phải quay trở về mặt đất, nếu không trong không gian cao như thế này thuấn di sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Chương 939, Thủy Ngục Cường Đại, 2 Tiếp theo, hắn liên tiếp không ngừng nghĩ thúc dục bổn nguyên thần đồ, ở trên không trung như sẹt điện, cách mặt đất càng ngày càng gần, biên độ thuấn di cũng càng lúc càng lớn. Chỉ có điều, thuấn di thần tốc nhưng hắn vẫn không thể nào vứt bỏ được thủy ngục. Thực tế khiến hắn kinh hãi chính là mặc dù huyền thiên tàn kiếm thu vào trong Long ngục nhưng lại không có chút quan hệ gì giữa tàn kiếm và thủy ngục. Hắn ngầm cảm giác rằng, thủy ngục có quan hệ với ba tầng thần tháp của mình, phản phất giống như ba bộ phận của cửu U Vương, căn bản không thể nào phân cách được. Rầm rầm rầm. Hô hô hô. Ngân Hà tiếp Ngân Hà mênh mông cuồn cuộn, đuổi sát phía sau phong liệt, dũng mãnh xông về phía phong liệt, trong hư không quay cuồng, cuồng phong gào thét. Giải Ngân Hà kia dài hơn 600 mét, ở phía trước còn có hai vòng xoáy màu đen, phản phất giống như hai con mắt khổng lồ, chấp động giữa không gian tĩnh mịch. Giờ khắc này nó tập trung vào huyền thiên tàng kiếm của phong liệt, bản năng nói cho nó biết rằng nhất định phải đoạt được thứ đồ vật đang trong tay con người. Nhưng khi nó phát hiện nó đã không đuổi kịp được con người, nó không khỏi nổi giận bắt đầu tăng tốc độ nhanh hơn. Một lòa một cái đã cách xa năm vạn, quả thực thuấn di còn phải nhượng bộ vài phần, nếu không có phong liệt không ngừng đổi phương hướng thì chỉ sợ sớm đã bị đuổi kịp rồi. Ha 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 ha. Tiếng cười quá dị vang lên trong thiên địa, cũng không biết là vui sướng hay là phẫn nộ. Bên trong tiếng cười ấy, giải ngân hà điên cuồng đuổi theo lập lệ bóng. Tốc độ của cả hai đều đạt tới cực hạn, khiến cho người khác chỉ cảm thấy là những đợt âm thanh vang vọng lên không dứt. Một lát sau, phong liệt cuối cùng cũng về tới mặt đất, trong lòng thở ra nhẹ nhàng, sau đó tâm ý của hắn khẽ động rồi cơ thể lại biến mất lần nữa. Khi hắn xuất hiện đã ở cách bên ngoài vạn dặm, cuối cùng cũng giữ được khoảng cách với thủy ngục. Hồ, nguy hiểm thật phong liệt lại xuất hiện trước một đỉnh núi cao vạn trường thở dài một hơi trên mặt không khỏi còn chút sợ hãi nhưng rất nhanh hắn lại nhíu mày cái điểm liên hệ đó không có cách nào để tiêu trừ được đúng là phiền toái hắn biết rõ rằng tìm được mối quan hệ giữa ba tầng thần tháp trong tay mình và thủy ngục chuyện bị tìm tới tận nơi là chuyện sớm muộn đương nhiên rất đau đầu lúc này phong liệt không thể nghĩ được rằng chuyện này lại phát triển tới mức này vốn dĩ dự định của hắn là sẽ dẫn thủy ngục từ cửu thiên xuống, sau đó sẽ ra tay thu phục. Nhưng không ngờ, bản thân thủy ngục có thể hủy được thiên diệt chi địa, căn bản không phải là thứ mà võ giả hư hoàn cảnh như hắn có thể đụng chạm tới. Thậm chí hiện nay, thủy ngục càng theo dõi hắn, muốn chạy cũng không chạy nổi. Ngang Phong liệt đang suy tư tìm đường thoát thân, đột nhiên có một tiếng kêu dài vút cao từ chân núi vang lên tiếng trống thảm thiết khiến cho phong liệt điếc cả tai tâm thần chấn động ngay cả hắn đứng trên đỉnh núi cao vạn trượng cũng không ngớt đá rơi xuống rào rào ồ thật là uy phong ánh mắt phong liệt hơi nhíu lại không thể tưởng tượng trong lúc vô tình mình lại xông vào địa bàn của một hung thú cường đại âm thanh này có thể nghe ra được ít nhất đây là một hung thú tầng thứ bảy hậu kỳ hiện tại có một kẻ địch lớn là thủy ngục phong liệt cũng không muốn gây thêm chuyện lúc này hắn bèn không chút do dự bay về hướng xa xa nhưng khi hắn vừa mới đứng dậy thì một con quái vật khổng lồ màu vàng đã xuất hiện trong màn sương mù dày đặc, bay lên, tấn công mạnh mẽ về phía hắn, tốc độ nhanh như ti chớp. Rống. Một tiếng rống to. Một bầu không khí tanh tử đập vào mặt hắn khiến cho Phong Liệt không khỏi buồn nôn. Cảm nhận được uy chấn cuồn cuộn của đối phương, Phong Liệt kinh hãi trong lòng, vội vàng thúc giục thần độ lướt mấy trăm dặm, kịp thời tránh hung thú bổ nhào về phía trước. Hô hung thú khổng lồ màu vàng vô hụt, ngọn núi cao vạn trượng lập tức bị sang bằng một nửa, nó dừng lại, đảo mắt tìm kiếm phong liệt. Phong liệt sắc mặt giận dữ, lạnh lùng nhìn lại, trong lòng không khỏi giật mình. Chỉ thấy hung thú khổng lồ màu vàng rõ ràng là một con rắn mối đầu hổ dài hơn 30 mét. Con rắn mối này là một loài hung thú uy danh hiển hách thiên cổ hồng hoang, nó dài, có một cái đầu hổ. Thuộc loại hung thú, am hiểu điều khiển lực trên mặt đất. Con rắn mối đầu hổ này có thân hình dài trọn vẹn hơn 20 mét, bao quanh nó là bộ giáp màu vàng, móng vuốt sắc nhọn, răng nanh hung hãn, đôi mắt màu đỏ thẫm khát máu, hung tàn diễm khí. Hung thú tầng thứ 8, lão tử không xui xẻo như vậy chứ. Phong liệt cắn răng hít một hơi. Hung thú tầng thứ 8, bình thường có thể so với cường giả long hoàn cảnh, bởi vì hung thú chỉ tu thân thể, không thu pháp tắc đại đạo, thực lực không thể sánh được bằng võ giả cùng cảnh giới nhưng dù sao con rắn mối đầu hổ này cũng không phải là thứ phong liệt có thể chống lại được. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một hung thú tầng thứ 8, nói sợ cũng không phải, hắn có thần độ trong tay, muốn thoát thân cũng không phải là khó khăn nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng xui xẻo. Không để cho phong liệt tưởng tượng nhiều, con rắn mối đầu hổ vừa vồ hụt, lập tức gào thét một tiếng, tiếp tục vồ về phía phong liệt. Móng vuốt sắc nhọn liên tục dương ra tạo nên những khe hở màu đen trên không trung, vô cùng kinh người. Lúc này Phong Liệt cảm thấy từ sâu trong lòng đất tuôn ra một lực hút khổng lồ, tác dụng trên người hắn khiến cho động tác của hắn bị quản chế, tốc độ bị giảm đi. Phong Liệt khẽ thở dài, cũng không có ý định so chiêu với cái tên này, lúc này muốn dùng thuấn di rút đi. Nhưng lúc này đột nhiên có một luồng hơi nước khổng lồ thổi tới bên cạnh khiến cho cả một vùng đất cát bay tung tóe, ngay cả những ngọn núi cũng bị dao động. Ngay sau đó một vần sáng màu bạc xuất hiện, lao vọt tới phía này, uy thế khinh thiên động địa. Làm sao có thể nhanh như vậy? Phong liệt giật mình trong lòng, hắn không thể nghĩ được rằng, trong thời gian ngắn như thế mà thủy ngục có thể vượt vạn dặm đuổi theo mình, tốc độ này thật sự là quá kinh khủng. Dường như không chút do dự. Thân hình phong liệt đột nhiên biến mất, lại một lần nữa khiến cho con rắn mối đầu hồ vô hụt. Một lát sau, tiếng nổ vang trời, thân hình con rắn mối đầu hổ còn chưa kịp phanh lại thì đã bị bao phủ trong giải ngân hà mênh mông. Ngân hà tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong chớp mắt, thiên địa đã không phục lại trạng thái bình thường, chỉ còn lại những đống đất đá bừa bộn còn lưu lại. Con rắn mối đầu hổ tầng thứ 8 biến mất, những ngọn núi biến mất, bãi cỏ, sơn cốc, gò đồi tất cả cũng đều biến mất. Cả vùng đất trong phạm vi mấy ngàn dặm đều bị đốt cháy, tối đen một vùng. Cả một vùng đất bằng phẳng bên trong thiên long vực bao la rộng lớn, phong liệt đau khổ kêu trời, lại phải không ngừng thuấn di trốn chạy, chật vật không chịu nổi. Thủy ngục cố chấp kia quả thật khiến cho người ta tức lộn ruột, giống như một cái kẹo kéo, sống chết cũng không buông tha, dính chắc phía sau phong liệt, khiến cho phong liệt muốn thổ huyết. Hơn nữa cái kẹo kéo này quả thật là uy lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng nơi nó đi qua quả thực là hoang tàn, sức phá hoại vô cùng kinh người. chương 940, đồ thành chiến thủy ngục. Nhưng thủy ngục cũng có chỗ đáng khen. Những nơi nó đi qua, vô số vết nứt không gian trong thiên địa đều được sang bằng, khiến cho thiên long vực ổn định rất nhiều. Trong lòng phong liệt hiểu rằng, tình hình này không thể tiếp tục quá lâu, nếu như đến lúc thuấn di cạn kiệt nguyên lực, đến lúc đó nhất định không thoát khỏi độc thủ của thủy ngục. Chết tiệt! Muốn lão tử từ bỏ huyền thiên thần tháp? Thật là đáng ghét! nếu không phải bất đắc dĩ, Phong Liệt nhất định không cam bỏ đi ba tầng thần tháp đã vào tay mình. Lần này đúng là sôi hỏng bỏng không? Chuyện này đồn ra ngoài thì thiên hạ người ta cười cho thối mũi. Khi Phong Liệt bị thủy ngục đuổi tới mức không còn đường nào để chạy nữa, địa ngục không cửa lại đột nhiên gặp phải một sự khủng bố tồn tại còn không thể tưởng tượng được. Trong một cái hạp cốc sâu trong thiên long vực, thân hình Phong Liệt lại xuất hiện. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, đương nhiên là nguyên lực tiêu hao đi quá nhiều. Hắn vội vàng lấy một lọ đan, cho vào trong miệng, muốn nguyên lực nhanh hồi phục. Nhưng lúc này động tác của hắn trở nên chậm lại, ánh mắt hung hăng co rụt. Chỉ thấy biên giới tiểu cốc. Có một thanh kiếm gãy màu đen đang cắm một tảng đá lớn trắng muốt. Thanh kiếm này dài ước chừng hơn một trượng, có vết máu loang lỗ, tơ máu đỏ thẫm như ẩn như hiện, giống như đang thở, lóe ra một màu hào quanh bảy màu nhìn thanh kiếm màu đen đã bị gãy với máu tươi rói như thế trong lòng phong liệt lại chấn động hắn nhận ra đó chính là thanh kiếm bị lăng dung đập một chưởng bay tới cường giả độ thành viễn cổ đương nhiên thanh kiếm này thực ra cũng là một bộ phận của huyền thiên thần tháp hiện nay nó bị kinh hồn của độ thành sống nhờ vào đó cho nó khí linh để tu luyện phong liệt giật mình không khỏi cười đau khổ trong lòng phiền muộn không thể tưởng tượng rằng thiên long vực to lớn như thế này mình đánh bậy bạ mà cũng có thể xông vào được dưới đồ thành, cái này thật sự là may mắn chứ không phải là bình thường. Đồ thành tuy không phải là đối thủ của Lăng Dung, nhưng Phong Liệt hiểu rõ rằng, viễn cổ tuyệt đối không có khả năng gây chuyện với mình. Hơn nữa, tên này nghe tên xong đã biết rõ, tuyệt đối không phải là lương thiện, Phong Liệt không hy vọng rằng hắn ta sẽ thờ ơ với bảo vật trên người mình. Lúc này Phong Liệt không chút do dự thúc dục thần đồ, muốn thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng thoát khỏi nơi này nhưng sau đó sắc mặt phong liệt biến đổi, khiến hắn khiếp sợ vô cùng, không biết từ lúc nào hư không đã bị phong tỏa, thuấn di đã không còn tác dụng. Chết tiệt! Lại là không gian tỏa định, lão này nhất định là cường giả địa nguyên cảnh. Phong liệt căng thẳng, không khỏi thầm mắng một tiếng, đồng thời tranh thủ thời gian xuất ra ám chi lệnh bài. Lúc trước mặc dù bị thủy ngục đuổi rất lâu, đều không xuất ra ám chi lệnh bài, cũng bởi vì hắn vô cùng kiên dè, sợ rằng sẽ gây phiền toái tới long huyết giới nhưng hiện tại hắn cũng không quản nhiều nữa nếu để cho đồ thành động thủ thì hắn muốn chạy trốn cũng không dễ dàng thế nào vừa đến đã muốn đi đúng lúc này một giọng nói khô khan trầm đục vang lên khiến cho phạm vi mấy trăm dặm trong hư không lắc lư không thôi phong liệt nheo mắt hắn lập tức nghe ra âm thanh này chính là đồ thành phong liệt im lặng nhưng trong lòng thì thầm tính toán sau một lát Đồ thành thấy phong liệt vẫn không nói gì, hắn tức giận hừ lạnh lùng nói, hừ, phong liệt tiểu nhi, nói cho ngươi biết, bổn tọa theo dõi ngươi không phỉ một hai ngày, thủ đoạn nhỏ này của ngươi tốt nhất là không nên làm xấu mặt nữa. Ngươi đã không coi trọng thì bổn tạo cũng không khách khí nữa. Dứt lời. Thanh kiếm màu đen khẽ chấn động. Âm âm. Bảy giải kiếm quang từ từ phát tán ra, hướng về phía thiên sinh đại ấn nhưng lúc này từ phía xa đột nhiên truyền đến tiếng nước chảy, tiếng chảy hùng vĩ khiến cho hư không đại chấn, vậy mà tiếng rít của cùng phong bên trong đều được áp xuống. Âm âm. Trong chớp mặt, một dải ngân hà dài xuất hiện trong thiên địa, vọt cấp tốc tới phía trước, ánh mặt trời chiếc xuống, nắng chói chang khiến cho người ta không mở mắt ra được. Ồ, đây là thủy ngục. Quả nhiên là thủy ngục. Ha 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 ha. Thật tốt quá, đúng là chuyện tốt thành đôi không ngờ ngay cả thủy ngục của cửu thiên còn đến tận đây. Bổn tọa hôm nay thật là may mắn. Ha 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 ha. Đồ thành sau một phút sững sờ, sau đó mừng rỡ cười to một hồi, cả thiên địa đều bị chấn động. Nghĩ lại trước đây hắn ở Ma Long Sơn Mạch, hắn bị lăng dung dùng một chưởng đánh cho thiếu chút nữa thì hồn siêu phách lạc, may mắn thoát được một mạng, nhưng cũng bị dọa cho khiếp vía. Hắn luôn sợ Lăng Dung sẽ tìm tới tận nơi nên không dám ở lại Long Huyết Giới vì thế hắn hoảng hốt trốn vào thiên long vực mấy năm qua vẫn ở trong này nhưng hôm nay không những là phong liệt thân đầy bảo vật xông vào địa bàn của hắn mà ngay cả thủy ngục cửu thiên mấy vạn năm cũng đến tận đây quả thực khiến cho hắn vui mừng không tả trong lòng đồ thành nghĩ rằng chỉ cần mình dung hợp thủy ngục và mấy thứ bảo vật trên người phong liệt thực lực của mình sẽ tăng lên gấp trăm lần nói không chừng còn có thể phân cao thấp với lăng dung cô nương cũng không cần phải trốn chui trốn lủi mãi nữa chuyến này tính toán hoàn toàn không tồi, nhưng tiếng cười của hắn rất nhanh liền bị dừng lại. Rầm rầm rầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Đồ thành kinh ngạc xem xét, giải ngân hà đã xé rách phong vực mà hắn đã bố trí, còn tấn công mạnh mẽ về phía tiểu cốc, tất cả núi đá. Có cây đều bị ngân hà mang đi, cả một vùng đất đai tối đen. To gan, một kẻ ngu xuẩn mà cũng dám mạo phạm bổn tòa sao. Đồ thành thấy thủy ngục trào rạc, tức giận gầm lên một tiếng, tàn kiếm màu đen động thời chấn động. Âm âm. Chỉ trong phạm vi mấy ngàn dặm đột nhiên xuất hiện những đợt phong nhận sắc bén. Những tiếng suy suy xé trời, nhanh chóng bay về phía ngân hà. Rầm rầm âm âm. Phong liệt và ngân hà đụng nhau, vang lên những tiếng nổ chát chúa, hư không như bị xé ra thành vô số mảng. Sau đó tất cả phong nhận đều bị chôn vùi trong ngân hà. Tốt lắm, Ha 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 ha! Quả nhiên không hổ danh là tầng thứ nhất linh trí thần tháp. Thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh, dung hợp ngươi sẽ càng tốt cho ta sau này. Ha 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 ha! Tàn kiếm màu đen tỏa ra những tiếng chửi tục tằng của đồ thành. Sau đó, tàn kiếm màu đen bỗng biến thành một đạo dài mấy trăm dặm bảy dải kiếm quang chém về phía ngân hà. Những nơi bảy dải kiếm quang đi qua, hư không lập tức nổi lên từng mảng hư vô, phạm vi mấy trăm dặm đều trở nên vô hình. Thần khí chi uy Tàn kiếm màu đen thực ra cũng là một bộ phận của huyền thiên thần kiếm, hơn nữa là tổ hợp của phong ngục, lôi ngục, băng ngục, thổ ngục, mộc ngục, hồn ngục, quan ngục. Một cường giả địa nguyên cảnh đỉnh phong có không gian pháp tắc của đồ thành thi triển ra. Quy lực lớn mạnh không thể nào tưởng tượng được. Chỉ sợ mặt cường giả thiên nguyên cảnh sơ giai mới chỉ lĩnh ngộ pháp tắc thời gian cũng phải kiên kỵ ba phần khi đối mặt với đồ thành. Đây cũng chính là điều mà trước nay đồ thành vẫn dựa dẫm vào. Chương 941: Nhân tình. Năm hết Tết đến webtwin com kính chúc bạn đọc có một năm mới an khang thịnh vượng. Sau một khắc, ngân hà mênh mông cuồn cuộn và bảy dải kiếm quang va chạm ầm ầm trong hư vô. Ầm 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 ầm. Thiên địa chấn động, phong vân thất sắc một cái hắc động lớn xuất hiện trên không trung, khuếch tán bốn phương tám hướng, tất cả những ngọn núi, dòng sông, hạp cốc, trong phạm vi ba ngàn dặm đều bị nuốt chửng, ngay cả thương sinh đại ấn cũng đều bị rơi vào bên trong hư vô. Trung tâm của hắc động, ngân hà bị bảy giải kiếm quan chém thành hai đoạn, lập tức hóa thành hai con rồng nước uống lượng. Chấp vá lại với nhau từ phía xa. Nhưng lúc này rõ ràng ngân hà bị co lại một ít. Cùng lúc đó, bảy giải kiếm quan vô cùng sắc bén cũng đã mờ đi dần dần, hư vô xoay một vòng lại tiếp tục chém về phía ngân hà, rầm rầm rầm, ha 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 tiếng va đập không ngớt, bảy giải kiếm quan và ngân hà không ngừng va chạm vào nhau, khiến cho thủy ngục ngày càng trở nên nhỏ đi mà độ sáng bóng của bảy giải kiếm quan cũng trở nên mờ nhạt. trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, dưới tình hình như vậy, phong liệt ngược lại bị ném sang một bên, phong liệt muốn thoát ra từ thương sinh đại ấn khống chế ba giải kiếm quan. Nhanh chóng lướt nhanh trong vô tận hư vô, một lần nữa tiến về thiên long vực. Chật chợ. Không thể tưởng tượng được rằng hai kẻ này lại là kỳ phùng địch thủ, nhưng như thế ta sẽ có cơ hội làm ngư ông đắc lợi. Ha ha ha. Phong liệt đứng bên ngoài ngọn núi nhỏ cách vạn dặm, nhìn lên trận hỗn chiến trong bóng tối xa xa, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Rầm rầm oan oan trong bóng tối vô tận thủy ngục hóa thành ngân hà cùng với đồ thành đại chiến không ngừng bên trong hư vô kinh khủng như thế nhưng không gây ra chút tổn thương với cả hai bên thời gian dần trôi qua dư âm của đại chiến đã ảnh hưởng tới khiến cho mấy vạn dặm trong hư không đều sụp đổ kinh thiên động địa như thế khiến cho phong liệt tâm thần dao động nhiệt huyết dâng lên hắn hiện đang lui từng bước trong thiên long vực chỉ sợ rằng sẽ bị cuốn vào trong trận đại chiến này lúc này phong liệt cuối cùng cũng nhận thức được thực lực của thủy ngục và đồ thành thời gian trôi qua ý định ngư ông đắc lợi của hắn đã biến mất ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm tọng thực lực của thủy ngục và đồ thành khiến hắn sinh ra tâm trạng bất an trong lòng hắn biết rõ rằng mặc dù thực lực của cả hai đều có điểm yếu tuy nhiên một cường giả hư hoàn cảnh như hắn có khả năng rung chuyển được một khi bị cuốn vào trong đó chắc chắc kết cục mười phần là chết thiên ngoại hữu thiên người giỏi còn có người giỏi hơn Hiện tại, Phong Liệt đã vượt xa các cao thủ cùng cấp lên hàng đầu, độc lĩnh Phong Tao, được coi là thần tượng của hàng vạn người trong thiên hạ. Nhưng giờ phút này, đối mặt với một cường giả thực sự như thế, Phong Liệt không thừa nhận cũng không được, hiện nay hắn vẫn còn quá yếu, ngay cả tư cách làm ngư ông đắc lợi cũng không có. Phía trên hư hoàn cảnh còn có long hoàn cảnh, thành hoàn cảnh, phía trên thánh hoàn cảnh còn có địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh. Con đường võ đạo xa xăm, đâu mới là đỉnh cao. Ánh mắt phong liệt bình tĩnh nhìn vào khoảng không xa xôi, tai nghe âm thanh của trận đại chiến, không ngờ lại nghĩ tới lăng dung, nhớ tới long chủ, nhớ tới trời đầy sao. Đây đúng là một thế giới thần kỳ, thần kỳ khiến cho người ta trở nên mê muội. Phong liệt cảm giác sâu sắc được rằng, con đường cường giả còn rất dài, hư hoàn cảnh mới chỉ là một góc nhỏ, còn có rất nhiều điều đang ẩn giấu chờ đợi chúng ta đi tìm kiếm. Phong liệt không dám coi nhẹ mình, trước con đường võ đạo hắn cũng không đánh mất ý chí chiến đấu, ngược lại hắn càng thêm kiên định tinh thần võ đạo của hắn. Một ngày nào đó, phong liệt ta sẽ vượt qua các ngươi. Phong liệt nhìn lại lần nữa đại chiến, ánh mắt bình tĩnh, sau một khắc tinh thần của hắn đã không chút do dự chạm vào ám chi lệnh bài. Dừng lại. Đột nhiên, có một tiếng trống gầm cao vút trong thiên địa, khiến cho tâm thần phong liệt trung lên. Tiếng trống dường như đến từ thái cổ hồng hoang, là một nơi từ cổ chí kim khí tức vô cùng thê lương, khiến cho thiên long huyết mạch trong cơ thể phong liệt trực trào ra. Giờ khắc này hắn như có cảm giác, chân long huyết mạch trong cơ thể mình dường như có một chút ý tứ gì với tiếng trống kia. Thần sắc phong liệt hơi ngạc nhiên. Nhìn lại về phía tiếng trống. Ô! Hắn hơi sững sờ, thì ra âm thanh cao vút kia chính là tính trống từ bên trong hư vô tịch mịch. Trong bóng tối, Ngân Hà và bảy giải kiếm quan đều bị tiếng trống này làm cho giật mình, tạm thời phân tách ra. Một lát sau, bên trong ánh mắt kinh ngạc của Phong Liệt chỉ thấy bên trong hư vô bay ra một tòa tế đàn lão cổ khổng lồ. Tòa tế đàn này, toàn thân đen kịt, dài khoảng mấy ngàn, vô biên vô hạn, bên ngoài tế đàn bốn phía điêu khắc chi chít long ảnh, sương mù lượng lờ, một cổ tan thương trầm lặng, phong cách cổ xưa tràn ngập giữa thiên địa. Tế đàn càng ngày càng gần, một tiếng trống trầm thấp không ngớt truyền đến. Đây là thần đàn của Long tộc huyết. Sao lại ở chỗ này? Bảy giải kiếm quan của đồ thành đột nhiên phát ra một tiếng hét kinh hãi, dường như có chút khiếp sợ. Ha 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 ha. Thủy ngục cũng phát ra một tiếng cười quá dị, uống lượng trên không trung rồi chậm rãi lui về phía sau, dường như muốn rút đi nhưng lại không cam lòng buông tha cho đồ thành. Huyết tế thần đàn. Mắt phong liệt nheo lại, trong lòng chấn động huyết tế thần đàn đại danh, tất cả mọi người ở Long huyết đại lục đều không lạ lẫm gì. Bởi vì huyết tế thần đàn này là mấu chốt hai lần Long chiến ở Long huyết đại lục. Tục truyền, từ thời viễn cổ Long, quy tắc thiên địa biến hóa, hàng tỷ Long tộc đều bị tiêu diệt sạch, Long chủ vì bảo tồn huyết mạch của Long tộc, không thể không dựa vào huyết tế thần đàn, hàng tỷ lượt rơi vải xuống thế gian, đó cũng chính là nguyên nhân hình thành nên những Long võ giả trong nhân tộc. Hai thời đại Long chiến, Long chủ muốn dùng huyết tế thần đạn khôi phục Long mạch, lúc này bị nhân tộc phản đối mạnh mẽ, cho nên thời đại Long chiến là như thế. Đương nhiên, những điều này đều là từ truyền thuyết thần thoại lâu đời, một là thời kỳ quá lâu, hai là hư vô mờ mịt quá mức. Vì thế đại đa số mọi người đều tự kể câu chuyện ra để nghe. Nhưng lúc này Phong Liệt cảm nhận được khí tức cuồn cuộn của huyết tế thần đạn cùng với sự sao động của thiên long huyết mạch trong cơ thể, khiến hắn cảm giác được rằng truyền thuyết này nhất định là không có lửa làm sao có khói. Âm âm. Huyết tế thần đàn phá vỡ hư không, âm âm tiến vào thiên long vực, cuối cùng dừng lại giữa không gian. Âm âm âm. Tiếng trống dày đặc liên tiếp khiến cho toàn bộ thiên long vực phản phất như quay trở về thời đại thực long tung hoành. Đồ lông và thủy ngục đều sợ hãi lui về phía sau mấy vạn dặm. Quan sát từ xa. Phong liệt cũng tranh thủ thời gian lùi lại, cách mấy vạn dặm, ngưng mắt nhìn. Truyền thuyết về thần vật này khiến cho hắn không khỏi có chút tò mò. Sau đó mọi người nghi ngờ sau khi huyết tế thần đàn xuất hiện dần dần không có động tĩnh gì, cứ im lặng như thế ở trên không trung. Chương 942: Huyền Thiên. Năm hết Tết đến webtoon.com kính chúc bạn đọc có một năm mới an khang thịnh vượng. Ô vật vô chủ ha 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 dĩ nhiên là vật vô chủ bổn tọa thu nhận đồ thành quan sát một chút dùng thực lực của hắn rất nhanh đã nhìn ra được huyết tế thần đàn này không có chủ hơn nữa bản thân nó cũng không có chút linh hồn chấn động trong lòng hắn vui vẻ không chút do dự hóa thành một đạo bảy màu bay về phía tế đàn quả nhiên tế đàn cũng không có phản kháng gì liền rơi vào tay đồ thành lát sau bảy giải kiếm quan biến mất, lộ ra một hồn ảnh một người trung niên đại hán. Đúng là linh hồn của đồ đằng không sai. Hắn nhanh chóng xem xét tế đàn, trên mặt có vẻ kích động, đang nghĩ ra cách để thu phục thần đàn. Người khác không biết nhưng hắn biết rất rõ rằng, huyết tế thần dàn chính là thánh vật truyền lại mấy trăm triệu năm của long tộc, có được thần thông cùng cực của tạo hóa, nếu có thể chiếm được nó là của mình thì có thể nói là cơ duyên thiên đại. Chỉ có điều không đợi đồ thành thu phục được thần đàn, đột nhiên một thân ảnh cao ngất mang bạch y xuất hiện bên trên thần đàn. Người này khuôn mặt mơ hồ, thân thể thẳng đứng, áo trắng hơn tuyết. Chắp tay sau lưng đứng ở phía trên, dường như rất thú vị quan sát đồ thành đang làm gì, giống như xem một tên hề. Này, ngươi là ai? Sau khi phát hiện ra người này, đồ thành nét mặt biết sắc, toàn thân bỗng nổi lên bảy giải kiếm quan, nghiêm túc phòng bị. Ha 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 ha, đô thanh chỉ với sự ngu xuẩn của ngươi mà cũng đòi chạm vào thánh vật của long tộc chúng ta thật là không biết trời cao đất dày người mang bạch y mỉa mai cười to ngươi ngươi là long chủ đô thanh ánh mắt khẽ động nghẹn ngào hô lên sau đó hắn không nói thêm lời nào đột nhiên biến mất đương nhiên biết rằng mình địch không lại cho nên chạy trốn dứt khoát khỏi chết lúc này phong liệt cũng không khỏi giật mình ánh mắt nhìn chầm chầm vào đạo nhân ảnh kia hắn cũng nghe ra là Long Chủ. Hừ, xem ra lần trước giáo huấn ngươi còn chưa đủ. Long Chủ hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi vương tay phải. Thái hư thương Long Trảo. Âm âm. Một cái móng vuốt trồng màu trắng xuất hiện, giống như nắm bắt cả cái đại động hư không một cách nhẹ nhàng. Sau đó chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đồ thành vừa biến mất lại xuất hiện bên trên thần đàn, hơn nữa bị Long Chủ nắm cái cổ, đè trên không trung dãy dùa không thôi. Long chủ, ngươi, ngươi là kẻ tiểu nhân hè hạ. Đồ thành mặt mày méo mó, tức giận mắng một tiếng, ra sức dãy dụa nhưng không thể nào trốn được khỏi Long chủ. Thực lực của hai người căn bản không ở cùng cấp bậc. Ha ha, còn tốt hơn ngươi nhiều. Long chủ cười khinh miệt, tay vừa dùng lực phanh một tiếng, đồ đằng thần hồn đã trở thành một màn khói đen. Một đoạn kiếm màu đen rơi gãy trên mặt đất. Long chủ, lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chờ đấy. Khói đen chậm rãi tiêu tan, âm thanh của đồ thành từ từ biến mất. Long chủ cười khinh thường, không ngại gì uy hiếp của đồ thành, ông ta vung tay áo lên hô một tiếng, một cổ cùng phong đảo trên mặt đất bay về phía đoạn kiếm màu đen. Thổi bay xa. Phong liệt đang kinh ngạc, hắn tuyệt đối không nghĩ rằng, cường giả đồ thành giống như một đứa trẻ trong tay Long chủ vậy, không có một chút phản kháng, điều này khiến ho phong liệt khiếp sợ vô cùng đột nhiên chỉ nghe phốc một tiếng trầm đục, một đoạn kiếm đen gãy cắm dưới chân hắn, cắm vào đá ba thước. Ồ đây là... Ánh mắt phong liệt hơi nhíu lại, trong lòng không khỏi chấn động. Hắn tiếc núi nhận ra rằng đây chính là huyền thiên tàn kiếm khống chế đồ thành, tổ hợp thần tháp tầng thứ bảy. Hắn dương mắt nhìn Long chủ, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiểu tử, nhớ rõ ngươi nợ ta một nhân tình. Long chủ truyền âm thanh đến. Cái này. Phong liệt khá hốc mồm. Thần tháp tầng thứ bảy, chỉ là vì mình một kẻ hư hoàn cảnh nợ một nhân tình. Cái này dường như không buồn cười cho lắm. Nhưng mà không đợi hắn kinh ngạc hồi phục tinh thần lại, trong không trung đột nhiên truyền đến một hồi nổ lớn. Chỉ thấy Ngân Hà bất định tới lui trong không gian, đang chà đạp lên một cô gái hoảng giả uy nghiêm. Ba ba ba. Nữ tử mỗi chưởng đánh xuống hư không đều như gần sóng từng tầng, mà Ngân Hà thu nhỏ lại, nồng nặc trọng thủy tinh hoa tràn ra. Ba chưởng sau đó, ngân hà dài mấy trăm dặm đã thu nhỏ xuống còn mười dặm. Khí thế vô cùng suy yếu. Sau đó nàng nhẹ nhàng bay lên một cước, phanh một tiếng, đạp ngân hà rơi xuống không trung, cách chỗ phong liệt trăm trượt đã hóa thành một bãi nước bạc. Phong liệt kinh ngạc nhìn thủy ngục vô cùng yếu ớt lại nhìn lăng dung, quả thực giống như tên hòa thượng lùn hai thước với tay không sợ tới đầu. Lăng dung lạnh nhạt nhìn hằng, cười cười nói. Phong Liệt, ngươi còn nợ ta hai nhân tình." Từ Phong Liệt khá hốc mồm, thật lâu sau mới có thể khôi phục lại tinh thần, miệng thì thào tự nói, "Nhân tình của lão tử đáng giá như thế từ lúc nào vậy?" Mặc dù không nghĩ ra hành động của Long chủ và Lăng Dung, nhưng Phong Liệt sẽ không bỏ qua bảo vật, thứ tốt như vậy đưa tới cửa, người khác muốn chiếm còn không được, nào có lý gì bỏ đi. Tiếp đến, hắn không chút khách khí tiến lên phía trước, thu thập đoạn kiếm và nhất trì ngân thủy vào trong không gian long ngục, sau đó hắn cũng trốn vào trong không gian long ngục. Không gian long vực, trong rừng một mảnh rừng cây xanh ung tươi tốt. Phong liệt nhìn đoạn kiếm màu đen cắm trên mặt đất, và hồ nước màu trắng bạc thật lớn, trong ánh mắt không khỏi lộ rõ vẻ hưng phấn. Đoạn kiếm này chính là tập hợp bảy tầng thần tháp một ngục, thổ ngục, phong ngục, lôi ngục, băng ngục, quan ngục, hồn ngục, cộng thêm thủy ngục, một lần này liền chiếm được 8 tầng thần tháp. Phong liệt nằm mơ đều không ngờ sẽ đạt được kết quả, tiện nghi lớn này. Hơn nữa trong tay hắn vốn năm giữ 5 tầng thần tháp ám ngục, kim ngục, huyết ngục, hỏa ngục, ma ngục, như vậy, trong tay hắn đã nắm giữ toàn bộ 13 tầng thần tháp. Thoáng chốc, phong liệt hương phấn đồng thời trong lòng thực sự có chút khó tin, chẳng phải chưa ai có thể tập hợp 13 tầng thần tháp sao? Kha kha, xem ra tin đồn không thể tin a. À bất quá, tập hợp đầy đủ 13 tầng thần tháp chắc chắn không phải thường nhân có thể làm được. Dĩ nhiên điều này khiến lão tử thiếu nợ nhân tộc và long tộc mỗi người một cái nhân tình, nhân tình này thật khá lớn đây. Sắc mặt phong liệt cổ quái cười cười. Đối với chuyện sau này làm thế nào có thể hoàn trả mối nhân tình này, hắn ngược lại không quá nhiều áp lực, hắn thực sự không biết Lăng Dung và Long chủ mạnh mẽ như thế nào mới đạt được cái nhân tình này. Ha ha ha. Đột nhiên một trận cười quá dị lanh lảnh vang lên, chỉ thấy thủy ngục bỗng nhiên hóa thành bồn nước màu bạc, lại biến thành giải ngân hà thêm lần nữa, sau khi xoay quanh một vòng, mang theo một trận cơn lốc hung mảnh vô cùng tiến về phía phong liệt. Bất quá, giải ngân hà ngày hôm nay dài gần 10 dặm, so với giải ngân hà trước đó dài 6 dặm uy thế thật lớn không gì sánh bằng. Là kiện thần binh khí linh, bản thân nó căn bản không đủ năng lực lĩnh ngộ đầy đủ quy tắc, nó tác chiến có thể chỉ dựa vào vô số trọng thủy tinh hoa nghìn vạn năm, còn hiện tại, trọng thủy tinh hoa đã bị lăng dung đánh tan 99%, điểm thực lực còn lại sẽ không đủ khiến người khác kinh sợ. Chương 943, trở về Long huyết giới, hừ, giải chết. Mặc dù trong lòng phong liệt coi thường, nhưng hắn hạ thủ rất nghiêm túc, hắn nắm chặt song quyền, bỗng nhiên thôi động đánh về phía khoảng không. Phốc suy. Một tiếng phá không sắc bén vang lên. Một đạo kiếm quang ba màu sắc bén bạo phát, hung hăng trảm về phía giải ngân hà. Âm. Âm thanh va chạm kinh thiên động địa. Giải ngân hà trong nháy mắt lại bị chém thành hai nửa, biến thành hai dòng nước nghiêng lần nữa đổ xuống đại địa, khiến một mảnh rừng rậm đều thối rửa sạch sẽ. Rào rào. Tiếng nước chảy vang lên một hồi, hai đạo dòng nước rất nhanh dung hợp lại với nhau. Thể tích thêm lần nữa giảm đi phân nửa, khí thế suy giảm rất nhiều. Phong liệt lạnh lùng cười, không chút khách khí liền huy động huyền thiên tàn kiếm, triệt để đuổi giết khí linh trong thủy ngục. Nhưng sau một khắc, hắn kinh ngạc phát hiện, giải ngân hà đột nhiên tiêu tan hóa thành một tầng thiết tháp trôi nổi trên không trung, lóe ra ngân quan nhàn nhạt. Ủa? Ánh mắt phong liệt chấp động, thoáng chốc không rõ thủy ngục tạo lên chuyện gì, ngược lại cũng không nôn nóng xuất thủ. Hắn có thể cảm giác được linh trí khí linh thủy ngục không cao, không khác hung thú bình thường là bao, vẹn vẹn chỉ có bản năng hung ác. Ngược lại không sở hữu tâm cơ thi triển quỷ kế với đối phương. Sau chốc lát, thủy ngục vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Phong liệt nhíu mày, sau khi khẽ trầm ngâm hắn liền đánh ra một đạo quyết pháp vào trong thủy ngục. Quyết pháp này chính là chuyên dùng để thu phục huyền thiên thần tháp trong đó ẩn chứa ấn ký tinh thần của phong liệt. Sau một khắc, nhãn thần phong liệt lóe sáng, hắn phát hiện ấn ký của chính mình dễ dàng đánh vào bên trong thủy ngục. Ủa? Vốn tưởng rằng phải hao phí tâm sức, hóa ra chính mình lựa chọn cách thuần phục, ngược lại không quá hồ đồ. Phong liệt cười cười. Chìa tay ra, thủy ngục lập tức từ từ bay tới tiến vào lòng bàn tay hắn. Kỳ thực, lúc trước hắn không đuổi cùng giết tuyệt huyền thiên tạng kiếm thêm lần nữa, chính là hy vọng có thể thu phục khí linh thủy ngục. Phải biết rằng, thần khí không có khí linh và thần khí có khí linh, quy lực chênh lệch rất lớn. Nếu như thủy ngục này không có khí linh, nó cũng chỉ là một kiện khí cụ, nhưng hiện tại, nó tự động hấp thụ trọng thủy tinh hoa tu luyện bản thân, dần dần nắm giữ thực lực không kém gì lão yêu nhiệt đồ thành vu vạn cổ. Hiện tại bị phong liệt thu phục, nếu vận dụng trân tru, giống như thêm được một trợ lực cường đại thực sự là một chuyện đáng ăn mừng. Ngay lúc này, Thủy Ngục vang lên tiếng cười ha hả truyền đến thức hải của Phong Liệt, không có ý nghĩa thực thụ, nhưng khiến Phong Liệt cảm thấy rất thân cận, rất gần gũi. Sau này ngươi sung làm khí linh huyền thiên thần tháp, tên là huyền thiên. Phong Liệt mỉm cười, truyền ý niệm của chính mình vào trong Thủy Ngục, nhất thời đổi lại một trận cười ha ha quái dị. Tiếp đến, Phong Liệt không chút do dự, vội vàng dùng ấn ký tinh thần đánh vào tầng 7 thần tháp trong đồ thành. Tâm ý hắn nháy động, 11 tầng thần tháp đều bay lên trên cao, bay múa xoay quanh trên không trung. Khiến không trung không ngừng chấn động. Rất nhanh, 11 tầng thần tháp tự động sắp xếp, lại lần nữa hợp lại một chỗ, hóa thành toàn thiết tháp màu đen cao ba thước, phát tán hắc mang yếu ớt. Phong liệt đón lấy tháp, chỉ cảm thấy tháp nhẹ như không có gì, khẽ ấn lạnh, khẽ đầu nhập một tiên nguyên lực đều có thể phát ra uy lực không tồi. Trên khuôn mặt phong liệt nhất lên vẻ vui mừng không sao có thể che giấu, lúc này hắn muốn ngay lập tức quay về đại lục huyết long bổ sung hoàn chỉnh huyền thiên thần tháp. Đối với thần tháp hoàn chỉnh có thể phát ra uy lực kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ. Trong lòng hắn thực sự chờ mong. Ngay lúc này, phong liệt đột nhiên chớp chớp mắt, một tia tâm thần lại phát hiện tình hình gì đó bên ngoài. Tâm ý hắn khẽ động, thoát ra khỏi long ngục trừng mắt nhìn về phía tế đàn huyết thành nơi viễn không xa xăm ngay lúc này trên tế đàn huyết thần thân ảnh một nam một nữ khí thế ngập trời đứng cách nhau khoảng trăm dặm đôi mắt sững sờ nhìn nhau bắn ra tia lửa không khí cực kỳ áp lực long chủ và lăng dung phong liệt nhìn hai người phía xa xa trong lòng chợt lóe lên tiên nghi hoặc hai người này một người đứng đầu long tộc một người là hoàng đế nhân tộc đều là nhân kiệt vạn cổ danh chấn đại lục bách vạn, thực lực cao thâm khó lường, trận chiến này tuyệt đối đáng đi vào sự sách. Hơn nữa, hai người lúc này xem ra thực sự có xu thế đã khởi, chẳng biết ai cao ai thấp. Nhưng sự tình tiến triển, lại phong liệt vốn dự định xem thần tiên đánh nhau phần nào có chút thất vọng. Lần này, chẳng lẽ nàng còn muốn ngăn cản ta? Long chủ bình thản nói. Bất quá, đây là cơ hội cuối cùng ta cũng không muốn bỏ cuộc lăng dung băng lãnh nói nàng có thể minh bạch là tốt rồi bất quá ta vẫn hy vọng có thể chia đôi lăng dung lại nói cá và gấu có thể sống chung chuyện này mới có thể a à? lông chủ khẽ nhíu mày cự tuyệt bảy phần thế nào lăng dung nói lông chủ nhẹ nhàng lắc lắc đầu tám phần không thương lượng nhiều nhất nàng chỉ có thể lưu lại một hạt giống lần này chúng ta chỉ có thể thành công không được thất bại, cái giá của sự thất bại nàng đã minh bạch, chúng ta không ai gánh nổi. Long chủ kiên định nói. Sau khi thương nghị, hắn huy tay thu hồi tế đàn huyết thần, thân hình đột nhiên biến mất. Lăng dung ngay ngốc trên không trung một lát, tự hồ khẽ thở dài, sau đó cũng biến mất. Phong liệt nhìn trên bầu trời không bóng người, đầu lông mày nhăn lại. Trong lòng âm thầm nói, bảy phần. Tám phần hạt giống. Bọn họ thương nghĩ cái gì? Ủa? Không ổn rồi. Sau khi nghĩ kỹ cuộc đối thoại của Lăng Dung và Long Chủ, con ngươi phong liệt đột nhiên co rụt lại, đầu tiên ý niệm đột ngột vọt ra khỏi đầu khiến da đầu hắn rung lên, tâm thần chấn động. Nếu như không nằm ngoài dự tính của ta, e là truyền thuyết kia sẽ trở thành sự thực. Hiện tại, lại phải thay đổi. Âm 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 thách nước trút xuống thiên long vực vang lên âm thanh cực lớn trên trời cao vạn dặm không mây dòng nước bảy màu dài tới nghìn dặm cấp tốc vắt ngang thiên địa che thiên tế nhất dần biến mất phía chân trời xa xăm thần khí mênh mông cuồn cuộn uy áp tràn ngập thiên địa khiến hàng tỷ mảnh thủ lạnh run nơm nớp lo sợ trên dòng nước bảy màu một gã thiếu niên tuấn tú mặc y phục màu đen hiên ngang mà đứng trên tay thiếu niên cầm bình rượu ánh mắt thản nhiên thỉnh thoảng nhấp vài ngụm rượu vào cổ họng, thoáng nhìn mãn nguyện vô cùng. Thiếu niên này không phải ai khác, chính là Phong Liệt đang quay về Long huyết giới, bất quá, lúc này trên trán Phong Liệt thoáng hiện tia căm phẫn. Nửa ngày trước đó, Phong Liệt luôn nghĩ về chuyện tình trong thiên long vực, còn Long huyết giới chắc chắn sẽ phát sinh đại sự. Liền dự định lấy ra ám chi lệnh bài, người không biết quỷ không hay quay về Long huyết giới. Nhưng không ngờ, lão thiên lại vui đùa với hắn một trận thật lớn cho tới lúc này hắn luôn luôn dùng ám chi lệnh bài làm con bài bảo mệnh lớn nhất dĩ nhiên không hiểu tại sao hiện tại mất đi hiệu lực